đây là cái vỏ thiệp cưới à, đây là cái vỏ mà mình gọi là cái bì á, cái bì. Thì các anh chị thấy là đây là cái bì mình in lên đúng không? Cái bì này là cái bì cái phôi người ta in bằng offset. Thì cái này trên giấy định lượng phò mình nghĩ là khoảng 120. Thì ở đây người ta in ha. Còn trừ lại những cái phần chúng ta sẽ canh và chúng ta in thêm theo cái yêu cầu, hoặc là theo yêu cầu của bản của thiệp này à, tức là tên ở đây, cái màu nó theo cái tông ha. Thông thường á, đối với một số thiệp cưới á, thì cái tông màu thông thường nó đi theo cái tông của thiệp cưới. Ví dụ như ở đây người ta chọn là cái phong này là cái phong cái màu đồng, màu vàng đồng, thì nó tương đương với là cái màu đi theo cái này nè. Đó, nó đi theo cái màu của cái bì thư, của cái bì này à, hoặc là có thể người ta sẽ chọn cái màu xanh à, màu xanh theo cái lá, nó theo cái tông như vậy. Đa số là cái thiệp cưới là người ta in theo cái tông như vậy. Còn đối với cái thiệp cưới mà in bì thư thì ở đây mình sử dụng máy 830DN à, máy in laser màu 4 màu. Thì các bạn biết là đối với những cái bì thư này, các anh chị và các bạn sẽ thấy là đây là người ta đây những cái bì thư đơn giản nhưng mà cũng rất là sang nha. Đây là bì thư tại in offset. Cho đó là ở đây cái bì thư này á, nó không có đục lỗ, nó không có đục, nó không có bế, nó không có dập nổi. Thông thường những cái bì thư mà kiểu cọ mà nó dập nổi á, thì cái máy 80DN này nó in không có được. Lý do là khi mà nó gồ ghề, thứ nhất là nó gồ ghề, thứ hai là khi mà đối với những cái bì thư mà người ta dập nổi á, đã là những cái bì thư nó dày ha, những cái vỏ thiệp nó dày. Do đó mà khi đưa vào cái máy cuốn á, cái máy của chúng ta sẽ cuốn không được. Hoặc là khi mà chúng ta nó người ta dập nổi á, thì khi mà đưa vào cái máy in á, thì đối với những cái phần gồ, phần lõm á, thì cái mực nó phun sẽ không tới, hoặc là nó phun sẽ ra không đẹp, hoặc là cái mực là in á, nó sẽ phủ không đều ở chỗ đó. Do đó cái điều quan trọng mà khi mà tất cả các anh chị mới bắt đầu làm tập tành làm thiệp cưới á, thì các anh chị nên chọn những cái mẫu thiệp nào nó đơn giản, và các anh chị sẽ biết là khi sử dụng máy lâu thì cái máy của mình nó in được những loại nào. À, còn đối với những cái loại thiệp nào mà máy mình in không được thì mình bỏ cái mẫu nó ra, mình sẽ không có chọn cái mẫu đó, mình giới thiệu cho khách hàng, và mình sẽ giới thiệu cho khách hàng những cái mẫu nào mà cái khả năng cái máy của mình in được để mình làm à, đó là một trong những cái mẹo mà để cho giúp chúng ta là định hướng được cho khách hàng đi theo cái mẫu của chúng ta để chúng ta làm cho nó dễ dàng. Đối với cái dòng máy 830DN này á, thì nó in được cái định lượng dày tới định lượng 300 à, 300 hoặc là nó hơi dày hơn một chút, nhưng mà nó vẫn có cái độ bám ấy, thì nó sẽ in rất là tốt và in rất là nhanh. Còn đối với cái máy in phun cũng vậy, các bạn và các anh chị đang sử dụng máy in phun thì nó cũng cuốn cháy khỏi định lượng tới 300 là hết thôi. Do đó mà khi tất cả cái vỏ thiệp này chúng ta làm, chúng ta chọn thì chúng ta chọn những cái vỏ thiệp này đừng có quá định lượng của máy mình in ha. Như nãy mình đã có nói rồi, tức là mình sẽ chọn làm sao mà cho cái những cái loại nào mà cái máy mình nó in dễ dàng. Còn đối với máy 830DN thì nó in đáp ứng được, in rất là nhanh. Đối với cái thiệp cưới mà các bạn làm thiệp cưới, mình nghĩ làm thiệp cưới thì các bạn nên chọn cái máy này thì nó in rất là nhanh. Còn đối với máy in phun thì nó in rất là lâu, do đó là khi mà một ngày nếu mà số lượng các bạn in thiệp cưới nhiều, các bạn chiên, nếu mà các bạn chiên vào thiệp cưới mà các bạn in nhiều thì các bạn sẽ in rất là chậm ha. Do đó là mình khuyên các bạn nếu mà đang làm thiệp cưới thì các bạn nên chọn những cái dòng máy in nhanh để chúng ta in cho nó hiệu quả hơn. Khi mà tất cả các anh chị và các bạn mà muốn phát triển lên cái tiệm in thiệp cưới hoặc là chuyên in thiệp cưới thì các bạn và các anh chị cần chú ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là nếu mà các anh chị mà đang sử dụng cái mặt bằng ấy, thì các anh chị nên cái mặt bằng chúng ta nên tương tác một chút để chúng ta trưng bày được những cái mẫu thiệp cưới khách hàng coi. À, tại vì khi khách hàng vào tiệm của chúng ta, nếu mà không có các bạn làm thiệp cưới mà các bạn không có mẫu cho người ta coi ấy, thì người ta cũng rất là e ngại. Tại vì một ngày quan trọng mà chúng ta, người ta cũng cần phải có sự chỉnh chu. Do đó là cái tiệm in thiệp cưới á, các bạn thấy cái tiệm in thiệp cưới á, thì sẽ trưng bày tủ nhiều hơn và sẽ trưng bày nhiều cái mẫu thiệp hơn để cho khách hàng người ta lựa chọn. Tuy nhiên thì những cái mẫu thiệp mà các bạn trưng bày thì các bạn phải trưng bày làm sao những cái mẫu thiệp mà trong khả năng cái máy của mình làm được, để cho mình không phải bị động ở trong cái vấn đề in ấn. Vậy để khi mà tất cả các anh chị và các bạn muốn mở một cái tiệm thiệp cưới thì các bạn và các anh chị cần chuẩn bị những cái gì? Thứ nhất là ngoài cái kiến thức, các anh chị phải biết phần mềm thiết kế, đây là một trong những yếu tố bắt buộc. Thứ hai là máy móc, thứ ba là mặt bằng, và thứ tư là các bạn có phôi thiệp ha. Thì thứ nhất là thiết kế thì các bạn nên sử dụng những cái phần mềm thiết kế nào mà các bạn có thể khả năng các bạn sử dụng tốt, có thể là Photoshop hoặc là Corel. Thì mình nghĩ là
đối với Photoshop á, thì nó sẽ thao tác nó hơi rườm rà hơn trên Corel. Tại Corel thì nó thao tác đơn, thì nó có thể là nó cũng thao tác lớp, nhưng mà một lớp nó thì nó nằm ở trong một cái màn cái khung làm việc luôn thì nó dễ. Nên tất cả các anh chị nào mà muốn mở tiệm tiệc cưới thì mình nghĩ là nên chúng ta nên tiếp cận Corel thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và chúng ta sẽ học hỏi những cái thiết kế mẫu, chúng ta sẽ tìm hiểu ở trên mạng những cái hình ảnh, những cái cách mà những người đi trước á, người ta trình bày á, thì chúng ta sẽ trình bày theo, rồi sau đó chúng ta sẽ quen dần, rồi sau đó chúng ta sẽ nhìn vào tiệm thì chúng ta sẽ biết cách thiết kế. Cái thứ hai đó là máy móc, thì chúng ta phải có máy móc để chúng ta khỏi bị động ở trong vấn đề in ấn. Lúc trước nếu mà in tiệc cưới á, thì người ta chỉ chuyên về kéo lụa, thì kéo lụa là một cái phương pháp hồi xưa rất là thịnh hành để người ta in tiệc cưới. Thì tiệc cưới thì kéo lụa thì thông thường á, thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thứ nhất là sau khi mà chúng ta có file xong, chúng ta sẽ in ra phim, sau đó chúng ta sẽ tắt, chúng ta sẽ chụp phim lên bản keo và chúng ta sẽ chụp kim lụa, rồi sau đó chúng ta mới làm, thì nó mất rất là nhiều thời gian. Và sau đó chúng ta kéo, thì đòi hỏi kéo lụa thì nếu mà nhanh á, thì cần phải hai người thì làm mới nhanh, còn nếu đối với một người cũng được nhưng mà làm rất là chậm, họ chưa kể là mực cái pha, mực pha đồ tùm lum tà la hết. Còn đối với thời buổi hiện tại này thì người ta sử dụng máy nhiều, và đa số là mình thấy là người ta sẽ sử dụng máy in nhanh. Máy in nhanh thì trong đó nó có những cái dòng như là Riso hoặc là gì đó, thì những cái dòng như là máy in màu nhanh thì mình nghĩ người ta cũng sử dụng được. Còn đối với một số bạn hiện tại bây giờ mình thấy cũng có đang sử dụng đó là máy in phun. Thì lúc trước mình đang sử dụng máy in phun để in tiệc cưới, nhưng như là cái màu của nó sẽ không đẹp bằng máy in laser. Do đó nếu mà tất cả các bạn và các anh chị muốn và phát triển đầu tư về cái hướng tiệc cưới thì mình nghĩ cần phải có một cái con in nhanh laser để cho nó in tiệc cưới nó đẹp hơn. Rồi cái thứ ba đó là cái mặt bằng. Tại các bạn với các anh chị nếu mà đang làm photo thì cái mặt bằng các anh chị làm sao cũng được, có thể là xù xòa một chút cũng được. Tuy nhiên đối với mà các bạn mặt bằng mà các anh chị và các bạn mà mở tiệc cưới thì mình nghĩ là các bạn cần phải trang trí lại cái tiệm cho nó đẹp hơn, đẹp mắt hơn và nó lôi cuốn khách hàng hơn. Khi ví dụ như là một cái ngày quan trọng người ta muốn vào, người ta đặt tiệc cưới, ngoài chúng ta đi vào thì người ta phải nhìn cái tới cái tiệm chúng ta phải gọn gàng sạch sẽ và có nhiều cái trưng bày của mẫu tiệc cưới ấy, thì người ta sẽ lúc đó người ta sẽ có những cái tâm trí người ta là đặt mình là nhiều hơn là chúng ta khi mà các anh chị biết được, khi tâm lý khách hàng đi tới giống như mình vậy, khi tới một cái tiệm nào đó mà chúng ta muốn đặt cái đó mà thấy cái tiệm nó hơi bề bộn mà nó không gọn gàng, nó sạch sẽ thì chúng ta cũng khó mà đặt niềm tin vào cũng để chúng ta làm. Do đó là các anh chị phải trang hoàng lại cái tiệm tiệc cưới chúng ta, trưng bày rất là nhiều mẫu để khách hàng lựa chọn. Cái thứ tư đó là cái lựa chọn phô tiệc cưới, như lúc đầu mình đã nói sơ qua rồi, tức là khi mà chọn phô tiệc cưới, hiện tại bây giờ có rất nhiều công ty người ta in tiệc cưới bằng phương pháp in offset, giống như là cái này, đây nè, giống như cái này, hoặc là cái này là cái ruột của cái tiệc, thấy các bạn thấy không, người ta chỉ in màu thôi, rồi trong đó người ta sẽ để những cái phần trống như thế này nè, để chúng ta thiết kế chúng ta in, Còn đối với những cái tiệm lúc trước đó, thì họ sẽ ghi những cái dòng đây nè, rồi về có thể là viết tay hoặc là kéo lụa hoặc là gì đó. Nhưng mà đối với những cái dòng đó thì chúng ta làm rất là khó, nên là chúng ta nên khi mà các bạn và các anh chị đi mà lựa chọn những cái mẫu tiệp thì mình nghĩ là nên chọn những cái mẫu tiệp nào mà các bạn và các anh chị cảm thấy cái máy móc của mình làm nó in nó được và mình chủ động trong công tác in thì mình nên chọn. Và hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều cái công ty người ta chỉ chuyên in tiệc cưới bằng offset thôi, nên có rất là nhiều mẫu đẹp, nhiều hình ảnh đẹp. Chúng ta không cần phải đi lựa chọn những cái mẫu tiệc chợ và những cái mẫu tiệc mà nó dập nổi, dập đồ đó, hoặc là nó đục lỗ đó, thì chúng ta nên hạn chế những cái đó. Tại vì các bạn biết được cái sao, khi mà đối với những cái tiệc mà bị dập nổi hoặc là đục lỗ thì cái máy chúng ta in nó rất là khó. Thứ nhất là những cái phần gồ ghề nó sẽ in mực nó không tới, do đó chúng ta nên lựa chọn những cái mẫu thiệp đẹp và đơn giản, hướng tới những cái mẫu thiệp mà máy chúng ta có khả năng in được để chúng ta chủ động cho công tác in. Đó là cái cách mà mình nghĩ là các bạn phải khôn khéo để các bạn lựa chọn những cái mẫu in, và sau đó chúng ta sẽ hướng khách hàng tới những cái mẫu in mà làm sao cho máy chúng ta hoặc là tiệm chúng ta in được, chứ không thì chúng ta sẽ mất chủ động cho công tác in và chúng ta sẽ rất là khó khăn. Các bạn biết đây là cái mẫu thiệp của cái chị này cũng làm bên tiệc cưới, chỉ cho mướn vật dụng thiệp cưới, rồi thiệp cưới cũng khá là lâu rồi, cũng mấy chục năm rồi. Tuy nhiên thì chỉ là làm một mình, thì hồi lúc trước chị chỉ có thợ kéo lụa, tuy nhiên là thợ kéo lụa mà đâu có thể nào mà nó gắn bó với mình lâu dài được, cho đó là có thời gian họ suy nghĩ thôi. Tức là khi mà nghỉ rồi thì mình sẽ không có chủ động công tác in, và hiện tại bây giờ là chỉ đang mướn thợ ngoài để kéo
Do đó là khi mà làm một cái bộ thiệp thì rất là lâu và mất thời gian. Thì ở đây thì mình chỉ in nhận gia công cho chị này. Có thể là trong mấy trăm thiệp thì mình in trong vòng tiếng mấy là xong rồi. Và cái này cũng rất là nhanh. Do đó ha, cái điều quan trọng là thứ nhất là các anh chị phải làm sao mà chúng ta chủ động trong công tác in. Thứ hai là chúng ta phải có máy in. Thì các bạn và các anh chị mới thành công được trong cái hướng phát triển nghề dịch vụ thiệp cưới được. Còn ngoài ra khách hàng thì các anh chị đó là trong cái tiềm năng của tất cả các anh chị để các anh chị thu hút khách hàng. Chứ còn đây là một trong những cái mà không có thể nào mà ai nói ở chia sẻ cái cách thu hút khách hàng thế nào được. Có thể là các anh chị có những cái mặt bằng địa thế tốt thì nó sẽ gặp được những khách hàng nhiều hơn. Còn đối với các bạn mà các anh chị có thể cái mặt bằng nó không được nằm ở những cái mặt bờ trung tâm thì có thể là bằng dùng cái phương pháp internet hoặc là những cái fanpage, Facebook gì đó để chúng ta kết nối với khách hàng và chúng ta quảng bá cái tiềm năng sản phẩm để chúng ta phát triển tốt hơn. Một điểm lưu ý nữa khi chọn phôi in đó là kích thước của phôi in. Thì các bạn và các anh chị khi mà sử dụng máy in phun hay là máy in laser thì từng loại máy nó sẽ cho những cái kích thước tối thiểu mà chúng ta in được. Thì các chị và các bạn phải lựa chọn làm sao mà cái kích thước cái phôi ấy, nó phải đúng theo kích thước nhỏ nhất của cái máy của chúng ta thì chúng ta mới in được. Chứ còn nếu mà các anh chị ví dụ như cái máy in laser 830DN thì nó cho kích thước in nhỏ tối thiểu là 9cm ha. 9cm như thế này. Thì nếu mà các anh chị chọn mặt 7cm, 8cm thì chúng ta hầu như là in không được và in rất là khó in nha. Do đó là khi mà chọn lựa chọn phôi thì anh chị nên là coi lại kích thước của cái máy của mình là in tối thiểu là bao nhiêu và chúng ta chọn cho đúng kích thước của máy chúng ta để chúng ta dễ dàng cho công tác in ha. Thì đó là một số cái mà mình nhận định trong cái vấn đề mà muốn phát triển ngành nghề in tiệc cưới thì các bạn theo mình thì cần chuẩn bị 4 bước đó cho nó tốt thì các bạn có thể làm được. Rồi, video của mình xin kết thúc ở đây, hy vọng nó sẽ có thêm một chút cái thông tin, có những cái thông tin tham khảo cho tất cả các anh chị và các bạn muốn phát triển thêm cái dịch vụ in tiệc cưới để cho các bạn có những cái hướng các bạn chuẩn bị cho nó tốt hơn. Có thể là những thông tin chia sẻ có thể là người này thích, người kia không thích, có thể là người này đồng ý, người kia không đồng ý. Tuy nhiên các bạn có thắc mắc gì thì các bạn và các anh chị cứ để lại phần bình luận phía dưới, chúng ta cùng trao đổi và học hỏi thêm kinh nghiệm lẫn nhau. Tại vì đây là một kênh mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm bản thân và những ý kiến để mà cùng nhau phát triển nghề nghiệp, cùng nhau hỗ trợ chúng ta phát triển nghề nghiệp tốt hơn và có những cái thông tin trao đổi qua lại để giúp cho chúng ta có những cái định hướng chúng ta phát triển nghề trong cái tương lai của chúng ta, hoặc là các anh chị nào đang có ý định mở tiệm. Hy vọng video nó sẽ hữu ích cho tất cả các anh chị và các bạn. Các bạn nếu vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để mình khi mình ra video mới lên thì các bạn có thể là theo dõi được các video của kênh Bado Official. Và đừng quên bấm like, share để cho mọi người theo dõi nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.